Sâu quá. À, cỡ này được rồi. Phát biểu ý kiến nè. Sao đang làm review hả anh? Review, phát biểu ý kiến đi. Hơn 200 subscriber đang đợi anh em nói chuyện đó. Nghe gì đúng quá. Đó, có chỗ gì anh? Chỗ. Xuống anh Hùng ơi. Xuống anh Hùng ơi. Tao đi khắp. Má nó chuyến với trời. Phát biểu ý kiến anh Hùng ơi. Tao đi khắp. Cho review. Subscribe khắp. Cho review đi. Hai các bạn đi ra kìa. Sao? Rồi mạng lưới hơn 200 sắp sẽ đánh giá phẩm cách này đúng hay sai nè. Rồi mời vận động viên review. Không, cái chỗ mà lối xuống hồ bơi gì là quá sâu, rất là nguy hiểm cho trẻ em. Ừ. Quá sâu luôn á, tức là em xuống dưới là nó bị qua đầu luôn rồi. Đúng rồi, chỗ đó 1.8. Chỗ này đúng ra là bull bar này chứ. Chấm 3 sao nữa. Đang trên ông. Sao đồng chí Nghiêm, em đánh giá cái này được mấy sao? Em đánh giá cái này là 4 sao. Con này anh nghĩ 4 sao, ok. Không, anh thích cái mảng xanh này. À, phòng nào cũng có hoa, có cây. Nếu mà thiết kế hoài mà vẫn không thấy đẹp á, thì có một chiêu phun cây cảnh vô hết luôn. Ừ, là đúng đẹp rồi, đúng rồi. Cứ cho phun cây vô là tự nhiên đó là thấy cái. Không mà để maintain được cây hoa này kia nọ ra vậy là ổng sẽ chứ. Không, thật ra chỗ này gia đình đi ok hả? Ok, được. Hơi xa biển chút. Ừ. 500 mét không ta? Chắc cửa đó. Ừ, thì tập thể dục chạy đi bộ ra xíu thôi, nhưng mà... Không, nhìn thấy thiết kế này ok không? Anh nhìn chỗ nào mà xanh hoa lá là anh thích. Đi bướm nè, thấy chưa? Đi bướm nè. Ai biết đi dài giống chí vậy? Chứ không phải đâu hả? Mắt em nhìn không rõ, mình tháo kiến ra rồi, vô đây vô đó. Nhìn mờ lắm, nhẹ. Tay tới anh Hưng mà nhìn cũng không rõ mặt.
Rồi thôi, review cái này hết nha các bạn. Rồi, bye bye Nghiêm nè. Bye bye các bạn. Bye bye, surprise.